giả trong nhà thi đấu của tỉnh Quảng Nam đang thực sự hưng phấn sau khi chúng ta rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn một điểm. Nhưng quan trọng là tình huống này. Và đây là cơ hội. Trần Thị Thanh Thúy đánh bóng tốt, 16 đều rồi. Thanh Thúy trở lại thực sự kịp thời. Đó là Thanh Thúy. Thực sự xúc động khi mà trong phần khởi động của trận đấu này, Thanh Thúy vẫn phải bước gọn ở vị trí số 3. Phòng thủ tốt, không có cơ hội cho Thanh Thúy. Đánh bóng tốt, đánh bóng rung chắn và bóng rơi bên phần sân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Vẫn đang là những giây phút thực sự hồi hộp với các cổ động viên đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam. Chúng ta vẫn đang kiên trì bám đuổi. Một tình huống chắn đôi có phần xa lưới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã giúp cho Thanh Thúy có một... Mặc dù không phải là một bước nhảy đà, quan sát sau khi vào sân thì Trần Thị Thanh Thúy thường không bật quá cao. Có lẽ có một chút gì đó vẫn có phần e ngại ở cái cổ chân của Trần Thị Thanh Thúy mà cô không vào đà và không được bỏ lỡ. Chắn bóng tốt. Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trình vừa rồi đã theo với hướng tấn công ở vị trí số 4 của đối phương. Huấn luyện viên U Trương Sông của đội Cộng hòa Dân chủ, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang kiên trì bám đuổi và một điểm nữa thôi thì số điểm trong hiệp đấu thứ 3 sẽ được cân bằng. Một điểm quan trọng về mặt tỷ số cũng như tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Vẫn còn. Rồi đã bị khóa liên tiếp trong hai tình huống. Chắn bóng tốt, Thanh Thúy và cầu thủ nhà, hai cầu thủ cao nhất của đội tuyển Việt Nam đang có mặt trên sân. Lúc này vừa có một pha chắn thành công với hướng đánh ở vị trí số 2 của đối phương. Người chắn bóng. Cùng với cả đội có thêm một hiệp đấu thành công nữa. Hãy cứ tập trung vào hiệp đấu trước mắt. Số 3 đánh bóng để tạo ra sự bất ngờ thì kéo giãn hàng chắn của chúng ta ở khu vực giữa lưới. Rất hay. Vẫn có nhiều hơn những pha bóng như vừa rồi. Pha bóng rất hay của Thanh Thúy. Lâm Hoành vừa rồi đã quan sát và thực hiện điều chuyển chiến thuật cho Thanh Thúy. Dương Thị Hên vào sân 3-6. Thank you.
với các đồng đội là tay chắn ở phía trên. Cầu thủ mà số 4 Kim Chi Nam không vượt qua được tay chắn của dễ dàng hơn với đội tuyển Việt Nam. Thấy Thanh Thúy đã cười rất tươi sau điểm vừa rồi. Có lẽ đây là một pha bóng mà Thanh Thúy cũng có được cảm giác tốt nhất từ bước vào đà, bật nhảy và đánh bóng nữa.